Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 10, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. GDP 9 tháng cả nước tăng 8,83% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Kết quả này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ vào sáng nay. Kinh nghiệm của các xã đã về đích nông thôn mới nâng cao sẽ giúp nhiều địa phương đang nỗ lực về đích học tập để hoàn thành chương trình theo kế hoạch. Một trong bốn điểm cầu cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2022 được đặt tại khu lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn đã sẵn sàng cho cuộc thi diễn ra vào sáng mai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Sau hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, 9 tháng năm 2022, kinh tế của đất nước phục hồi tích cực, GDP tăng 8,83% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân 9 tháng tăng 2,73%, thu ngân sách ước đạt 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ. Sản xuất của các doanh nghiệp phục hồi và phát triển tốt, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 tăng khoảng 8%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao và mục tiêu Chính phủ đặt ra đầu năm. Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của năm 2022, đồng thời cho ý kiến vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, quý 4 có ý nghĩa rất quan trọng là thời điểm nước rút để hoàn thành các mục tiêu của năm 2022. Vì vậy, các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương bám sát vào các mục tiêu đã đề ra để triển khai thực hiện, tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nhân rộng những kinh nghiệm, mô hình hay và khắc phục những tồn tại hạn chế, đoàn kết thống nhất, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý và phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cũng như sự năng động, sức sáng tạo trong thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. Thủ tướng nhấn mạnh phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo cân đối lớn cho nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, ổn định thị trường hàng hóa những tháng cuối năm, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022. Thưa quý vị, với nhiều giải pháp linh hoạt, 9 tháng qua tổng giá trị sản xuất của huyện Kiến Sương đạt trên 9.600 tỷ đồng, tăng 9,63% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý là giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng 13,3%. Có được kết quả trên là do huyện đã chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án vào đầu tư. Toàn huyện hiện có trên 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động, tạo việc làm ổn định cho 13.000 lao động. Thời gian tới, huyện Kiến Sương tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai và hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng các dự án sắp triển khai. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt. Thưa quý vị, cụm công nghiệp Đông La có diện tích quy hoạch gần 90 ha. Hiện cụm công nghiệp này đã thu hút 66 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đang tạo việc làm cho trên 3.800 lao động địa phương. Hiện tỷ lệ lấp đầy giai đoạn 1 đạt trên 94%. Đối với giai đoạn 2 của cụm công nghiệp, với hơn 51 ha còn lại, đã được đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng. Hiện tại, nhà đầu tư hạ tầng đã san lấp mặt bằng và hoàn thiện toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cụm công nghiệp Đông La đã thu hút được 68 dự án tứ cấp, trong đó có 66 dự án đi vào hoạt động và 16 dự án đang triển khai xây dựng với tổng vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho trên 3.800 lao động địa phương, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Mặc dù còn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2022, nhưng tính đến giữa tháng 9 vừa qua, tổng thu ngân sách do Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện đã thu được gần 2.470 tỷ đồng, đạt 154% so với chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm nay.
Trong các chỉ tiêu thu ngân sách do Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện, nhiều chỉ tiêu có số thu tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 như thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu. Mặc dù sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, trong 3 tháng cuối năm, Chi cục Hải quan Thái Bình tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ số thu theo từng tuần, từng tháng, kiểm soát số nợ mới phát sinh, tăng cường công tác thu hồi nợ, chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan, tham mưu cho tỉnh các giải pháp thu hút các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại chi cục, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Thái Bình đang tiến những bước tiến quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và nay là nông thôn mới nâng cao. Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 1,5 lần trở lên so với năm 2022. Chí Hòa là xã thuần nông của huyện Hưng Hà nhưng lại là địa phương về đích nông thôn mới nâng cao sớm trong huyện. Có được kết quả này là bởi địa phương đã biết phát huy tinh thần đoàn kết, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong vấn đề thực hiện các tiêu chí khó. Trước hết là phải có sự đồng thuận của nhân dân, hay nữa là trong các quá trình quản lý, sử dụng các cái nguồn lực này cần phải được dân chủ công khai, bàn bạc trước với nhân dân. Xây dựng nông thôn mới đã khó thì xây dựng nông thôn mới nâng cao càng khó hơn, bởi đa phần các địa phương hiện nay đều vướng về nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dẫn đến nợ đọng hay khó giữ vững các tiêu chí động về an ninh, tỷ lệ hộ nghèo. Nhưng từ thực tế, kinh nghiệm của hơn 20 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì vấn đề cốt lõi là ở đâu sâu sát, ở đó có sự chuyển biến lớn. Nhiều địa phương như Quỳnh Thọ đã có cách làm hay là huy động được sự vào cuộc tích cực của những người có uy tín trong cộng đồng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể và cả hệ thống chính trị. Và nhận thức được vấn đề đó thì trước hết để mà tuyên truyền vận động được cán bộ và nhân dân cùng hưởng ứng đi theo thì nó phải thông qua được các cái việc làm thực tế, rồi kết quả và các cái công trình thực tế trực tiếp là xuất phát từ người dân được hưởng và khi tuyên truyền thì nó sẽ thuận lợi. Như ở thôn tôi đi thì làm cái giếng ấy, thì ban đầu là cũng dân chưa đồng thuận đâu. Thế nhưng mà đến khi mà đảng người ta vào, người ta lãnh đạo, người ta đi đầu tàu gương mẫu, người ta hô hào mọi cái, thấy dân thấy à làm đẹp như thế này rồi thì là nó phong quang như này, cảnh đẹp như thế này. Thế thì người ta phấn khởi, thế thì là lao động đồng lắm. Thế rồi thì là thôi đóng góp mỗi hộ gia đình là 200.000 đồng. Khi tinh thần đoàn kết được phát huy, mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở Thái Bình sẽ sớm thành hiện thực, để nông thôn mới đúng như ý nghĩa của nó là nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế vùng đất ven sông Hồng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng hòe giống mới, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện nâng cao đời sống người dân. Giá trị sản xuất bình quân có thể đạt 500 triệu đồng trên 10 hectare trên một năm. Nhận thấy trồng hòe giống mới năng suất cao, cây thấp, dễ thu hoạch. Năm 2013, ông Vũ Thế Hoàng, trưởng thôn Phú Mỹ, xã Hồng Lý tiên phong trồng thử nghiệm gần 2 mẫu hòe trên vùng đất bãi ven sông Hồng. Kết quả từ năm thứ 3 trở đi, năng suất bình quân đạt 150 kg một sào. Giá cả của nó bây giờ năm nay thấp hơn mọi năm, tính là chỉ được 17 triệu trên sào. Thế trừ chi phí mua một sào cây hòe nó chi phí hơn cây lúa, chắc chắn chi phí mất 2 triệu trên sào. Tất tuốt cả các loại, từ cây giống cho đến phân bón năng tôi chỉ 2 triệu là đã tối đa, thì sẽ được 15 triệu sao. Theo người dân nơi đây, nếu giá hoa hòe ở mức 120.000 đồng 1 kg, thì bình quân mỗi hecta hòe một năm đạt giá trị hơn 500 triệu đồng. Đặc tính của hòe là chịu ngập úng kém, nên phải làm tốt công tác tiêu thoát nước. Ngoài ra, để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, nên trồng xen canh một số cây trồng khác. Bên dưới thì là đến vụ đông của chúng tôi rắc đỗ với lại rắc rau. Thế còn là những người mà trồng rau ngót thì là hái được quanh năm. Thế còn là như nhà tôi là 3 mẫu tôi trồng độ khoảng 5 sào gừng là tôi trồng hết gừng ở dưới. Đến năm 2014, sau khi hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, nhất là từ năm 2020, với sự động viên khuyến khích của cấp ủy chính quyền địa phương, diện tích trồng hòe của Hồng Lý dần được mở rộng. Nhiều diện tích vườn tạp, vùng trồng dâu, cây lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng hòe. Toàn xã hiện có hơn 300 hectare hòe, chiếm gần 70% tổng diện tích đất canh tác. Đến giờ này chúng tôi mạnh dạn
đưa vào cái kế hoạch, cái quy hoạch dụng đất cho đến năm 2030 mà phấn đấu. Nếu như cây hòe nó ổn định với thị trường thì Hồng Lý của chúng tôi là sẽ phấn đấu là có cái thu nhập cao về nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng như nhiều vùng trồng hòe khác trên địa bàn tỉnh, nông dân xã Hồng Lý mong muốn đầu ra ổn định để nông dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Một trong bốn điểm cầu cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2022 được đặt tại khu lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn đã sẵn sàng cho cuộc thi diễn ra vào sáng mai. Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam mùng 1 tháng 10 hôm nay sẽ bàn về những đóng góp của người cao tuổi đối với sự phát triển của Thái Bình thời gian qua. Thưa quý vị, sáng nay xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ tổ chức cắt băng khánh thành giai đoạn 2 trường mầm non của xã. Tới dự có đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình có tổng diện tích sử dụng là 960m², vốn đầu tư trên 9,3 tỷ đồng. Sau 5 tháng thi công, công trình 8 phòng học của trường mầm non Quỳnh Ngọc và các công trình phụ trợ đã hoàn thành. Sau khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của cô và trò nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học. Cũng tại lễ cắt băng khánh thành, công đoàn công ty cổ phần 216 tặng trường một số trang thiết bị phục vụ dạy và học trị giá 50 triệu đồng. Quỹ Hoa Đào trao 50 suất quà và 28 suất tiền ăn cho 28 cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 71 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chung kết năm cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng ngày mai, Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Ngoài điểm cầu chính tại trường quay đài truyền hình Việt Nam, một trong bốn điểm cầu sẽ được đặt tại khu lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Trong chiều nay thì đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị tại điểm cầu đặt tại Thái Bình để sẵn sàng cho trận chung kết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thật vinh dự cho Thái Bình khi là một trong bốn điểm cầu của chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Điểm cầu được đặt tại khu lưu niệm nhà Bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Đây là di tích quốc gia lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật về nhà Bác học Lê Quý Đôn, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh trường Trung học phổ thông Bắc Xuyên Hà, tỉnh Thái Bình, là người đầu tiên mang cầu truyền hình đường lên đỉnh Olympia về quê hương. Em cũng là người đầu tiên giành số điểm tối đa trong phần thi tăng tốc của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm 2022 và nhiều thành tích trong học tập. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trận chung kết, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình phối hợp với huyện Hưng Hà cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, y tế, an ninh trật tự và các hoạt động cổ vũ động viên thí sinh tham gia chương trình. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các điều kiện để cho 1.700 học sinh của trường Bắc Xuyên Hà, trong đó thì 500 em tham gia biểu diễn và các học sinh khác thì cổ vũ, và cũng đã sẵn sàng mọi điều kiện trong trường hợp, kể cả trong trường hợp khi diễn ra buổi chung kết đường lên đỉnh Olympia nhưng mà trời mưa thì cũng đã có cái phương án để các em mặc áo mưa che ô. Đặc biệt sân khấu với diện tích 300m² được đặt ở vị trí chính giữa khu lưu niệm với 100 chiếc chiếu hoa sẽ là điểm nhấn đặc biệt tại điểm cầu Thái Bình, nhằm tái hiện một kỳ thi sát hạch nhân tài khắt khe dưới thời nhà Bác học Lê Quý Đôn. Ở với Hưng Hà thì có làng nghề dệt chiếu Nàng Hới, là cái làng nghề dệt truyền thống. Thì chúng tôi đã huy động là các nghệ nhân của làng chiếu Hới đã dệt và in các cái hoa văn. Và đến bây giờ thì cái việc dệt chiếc chiếu này đã hoàn tất xong xuôi. Thì có thể nói rằng là công tác chuẩn bị các cái điều kiện để cho cái chương trình truyền hình trực tiếp đường lên đỉnh Olympia tại điểm cầu Thái Bình đã được hoàn thành một cách cơ bản. Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng huyện Hưng Hà và các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ công việc để công tác tổ chức sản xuất chương trình tại điểm cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn, có tính giáo dục cao, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, rèn luyện phẩm chất năng lực cho học sinh, đồng thời lồng ghép quảng bá hình ảnh về những giá trị lịch sử văn hóa giáo dục, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thái Bình, đặc biệt là thế hệ trẻ, về phong trào học tập, về bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương. Chung kết đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút sáng mai. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi để cổ vũ cho 4 thí sinh, trong đó có thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, nước nhà hưng, suy, tồn vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề. Điều này cho thấy người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là giường cột của gia đình và xã hội. Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam mùng 1 tháng 10, hôm nay chương trình sẽ bàn về những đóng góp của người cao tuổi đối với sự phát triển của Thái Bình thời gian qua, cùng với đó là những thách thức đặt ra khi tỷ lệ dân số đang ngày càng già hóa nhanh. Vấn đề này sẽ được biên tập viên Ngọc Huệ trình bày ngay sau đây. Xin mời chị Ngọc Huệ. Vâng, thưa quý vị, chiếm 18,7% dân số, người cao tuổi ở Thái Bình đang có vị trí vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ nhiều năm nay, người cao tuổi của Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc ngày càng tốt hơn của cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và toàn xã hội. Ở tuổi 108, bà Nguyễn Thị Thanh, thôn Thái Hỏa 2, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, luôn cảm thấy hạnh phúc. Con cháu trong nhà lúc nào cũng vui vẻ đoàn kết, chăm lo cho nhau. Còn cấp ủy chính quyền thì luôn tới thăm hỏi sức khỏe, động viên bà. Các con, các cháu nó trông nó cũng đầy đủ tự tế, vui, các con, các cháu vui lắm. Hàng năm, người cao tuổi ở Thái Bình đều được các cấp chính quyền tổ chức chúc thọ mừng thọ, tặng quà khi bước vào các độ tuổi chẵn từ 70 tuổi trở lên. Mỗi năm, ngân sách nhà nước chi từ 14 đến 16 tỷ đồng, quan tâm chăm lo cho người cao tuổi. 100% người cao tuổi thuộc hộ nghèo cô đơn, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trên 460 hộ nghèo là người cao tuổi được quỹ vì người nghèo hỗ trợ, thực hiện khám và điều trị các bệnh mãn tính tuổi già, tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp, tặng thuốc, tặng quà góp phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi được cải thiện rõ nét. Những cái người cao tuổi mà gặp khó khăn về nhà ở thì đều được Hội Người cao tuổi các cấp tham mưu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể để hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi xây nhà mới hoặc là sửa chữa nhà ở. Không chỉ được chăm sóc sức khỏe và vật chất, người cao tuổi còn được chăm sóc về cả mặt tinh thần. Toàn tỉnh hiện có trên 1.670 câu lạc bộ với hơn 150.000 thành viên tham gia ở nhiều loại hình như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hoạt động này giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Đảng ta càng ngày càng quan tâm tới cái việc là bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi. Không những thế còn giáo dục cái truyền thống trọng người già, quan tâm chăm sóc bảo vệ người già. Nhờ vậy mà tuổi thọ của người cao tuổi cũng được tăng lên và việc chăm sóc về đời sống vật chất tinh thần cũng tốt hơn. Những kết quả nêu trên thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với người cao tuổi. Và đáp lại sự quan tâm chăm sóc ấy, người cao tuổi đã phát huy vai trò nòng cốt của lớp người đi trước và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Nếu như hội nghị Diên Hồng là một biểu tượng của ý chí sắt đá, tinh thần đoàn kết, đồng lòng bảo vệ đất nước của các bậc phụ lão, thì ngày nay người cao tuổi lại phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập để chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tự nguyện hiến đất làm đường, không đòi hỏi đền bù, ông Trung cùng người dân xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương đã góp phần giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông, tạo lợi thế cho địa phương phát triển. Khi mà tuyến đường triển khai đi qua nhà tôi, thì tôi đã đồng ý với gia đình là rỡ tường, rỡ thành để lui vào trong, để thuận lợi cho việc thi công. Nên là khi mà thi công được đoạn đường như này, rất là cảm ơn tất cả các cấp các ngành đã tạo điều kiện để thi công con đường này để nó hoàn thành con đường này tốt nhất cho người dân. Thì như vừa qua đấy, địa phương tổng kết tức là toàn xã tức là hiến tức là gần 5.000 mét vuông đất trên trục đường để tức là giải tỏa cái và làm cái đường giao thông. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, hiến công hiến kế vì quê hương đất nước ở Thái Bình đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả. Hàng vạn người cao tuổi là đảng viên được tặng huy hiệu đảng, thực sự là hạt nhân đoàn kết ở mỗi chi bộ, mỗi thôn làng, gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực. Trên 31.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác xã hội, được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong đảng, các hội đoàn thể ở địa phương. Bằng nhiều hình thức và nhiều kênh thông tin khác nhau, người cao tuổi đóng góp hàng vạn lượt ý kiến vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Hội người cao tuổi thì đã tham gia hiến kế, hiến công vào việc xây dựng nông thôn mới đối với địa phương xã Đông Hòa.
đến ngày nay là rất là đổi mới. Trong xây dựng nông thôn nâng cao và nông thôn kiểu mẫu, ở đây thì người cao tuổi đã vận động gia đình con cháu đóng góp hiến đất để xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công, đóng góp tiền của và đóng góp kinh nghiệm, kiến thức đã có cho cái việc xây dựng tỉnh nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Với bản chất cần cù, ý chí kiên cường, người cao tuổi đã cùng con cháu tham gia lao động sản xuất kinh doanh. Hiện Thái Bình có trên 46% người cao tuổi còn trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có hàng nghìn người làm chủ doanh nghiệp, gia trại, trang trại, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Ở ngành nghề nào cũng xuất hiện nhiều tấm gương người cao tuổi, làm kinh tế giỏi, hiến kế giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thì nói chung là tất cả các cái phong trào ở xã này coi tôi đều được khen thưởng vì gia đình làm kinh tế giỏi, vì coi như là chúng tôi làm ra tất cả các nhiều sản phẩm, trong hơn nữa lại được tất cả mọi người bà con trong đây trong xóm người ta có công ăn việc làm. Với kinh nghiệm và vốn sống thực tiễn, người cao tuổi luôn là trụ cột cho gia đình dòng họ, trở thành tấm gương mẫu mực ở cả trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị, hiện nay đời sống và tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng cao. Dự báo đến năm 2050, số người già ở Việt Nam chiếm khoảng 1/4 dân số. Do vậy, người cao tuổi cũng cần nhiều hơn nữa sự quan tâm chăm lo tốt hơn để người cao tuổi luôn phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Thời sự. Sau đây là thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm nay tại Thái Bình ghi nhận 23 ca F0 mới. Như vậy, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 214 ca F0 mới, giảm 146 ca so với tuần trước. Số ca phải nhập viện cũng giảm dần. Toàn tỉnh đang quản lý điều trị 210 ca F0, trong đó 23 ca đang phải điều trị tại các cơ sở thu dung bệnh viện. Dù số ca mắc và số ca nhập viện có xu hướng giảm, tuy nhiên ngành y tế yêu cầu không thể chủ quan trước tình hình dịch bệnh với những biến chủng mới khó lường. Hệ thống đáp ứng phòng chống dịch tại địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Thưa quý vị, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu ghi nhận rải rác ca mắc sốt xuất huyết lần 2. Các bác sĩ khuyến cáo sốt xuất huyết tái nhiễm thường nặng hơn lần đầu, thậm chí có thể gây ra tử vong nếu không điều trị đúng. Nhiều người hiểu lầm khi bị sốt xuất huyết một lần thì sẽ có miễn dịch suốt đời, sau đây là quan điểm sai lầm. Mắc sốt xuất huyết là do virus đanh gây ra và có thể tái nhiễm. Vì loại virus này có đến 4 chủng là D1, D2, D3 và D4. Lần đầu, bệnh nhân thường mắc sốt xuất huyết do chủng D1 gây ra với xuất huyết ít, thời gian mắc bệnh ngắn. Song từ lần mắc sốt xuất huyết thứ 2 sẽ do các chủng còn lại. Khi đó, cơ thể người bệnh tồn tại song song hai loại kháng thể, có thể xảy ra xung đột dẫn đến những biểu hiện nặng hơn như choáng váng, xuất huyết nhiều, thậm chí là trụy tim. Chính vì thế, khi tái nhiễm, việc chăm sóc và điều trị cần lưu ý nhiều hơn. Bệnh nhân tuyệt đối không tự chữa bệnh khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.